xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của đài tiếng nói Việt Nam, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn sông hậu xuôi về của nữ nhà văn Nguyễn Lập Em hiện đang sống và sáng tác ở An Giang. Mời các bạn cùng nghe. Dạo ấy đã gần 3 tháng, từ ngày tía má tôi gả chị Hai Hường về miệt biên giới, cứ mỗi lần nghe tiếng còi tu tu của con đỏ bến chợ ngang qua khúc sông trước cửa nhà, là má tôi và tôi lại ngóng ra bến nước. Má tôi trông tin chị Hai Hường, hoặc là bà trông cả người nữa. Bà muốn được biết chị tôi có yên ấm ở nhà chồng hay không, có mạnh khỏe hay không, và bà mong chị nếu có thể thu xếp về thăm nhà một vài ngày đó là nỗi lòng của người mẹ với sự an phận khi con gái phải theo chồng còn tôi mong nhớ chị bằng nỗi buồn da diết của đứa em bé bỏng mà trong chừng ấy năm của chừng ấy tuổi đầu tôi và chị đã cận kề quấn quýt với nhau như hình với bóng tôi chẳng muốn lý giải tình cảm gắn bó giữa hai chị em mặc dù cho đến bây giờ láng giềng vẫn bảo tôi và chị không là ruột thịt người ta bảo bởi vì tía má tôi chỉ có mỗi mình chị hai tôi nên ông bà mới xin thêm con nuôi, phòng khi sau này phải gả con gái đi xa. Người ta còn nói rõ là lúc ấy, vì ngoại tôi bệnh kéo dài, nên má tôi cho chị Hường về quê để chăm ngoại. Hơn nửa năm, ngoại tôi lành bệnh, má tôi về thăm bà, sẵn đón con gái về nhà. Trên đường về, thấy có người đem cho đứa trẻ mới sinh, má tôi và chị hai biếu người ý ít tiền rồi bồng tôi về nuôi dưỡng. Người ta bảo là nói lại theo lời kể của má tôi. Tôi đem chuyện đó hỏi má và chị hai. Má tôi chỉ ừ, cho qua chuyện. Chị Hường có lẽ sợ tôi tủi thân dỗ sành. Người ta nói gì cũng mặc kệ, cưng không phải con nuôi của nhà này đâu. Không phải con nuôi là gì, là con ruột, ruột thiệt là ruột. Dù sao, Tôi vẫn thích tin lời của chị Hai hơn, bởi vì tôi không muốn mình là con nuôi của tía má, và cũng không muốn mình là em nuôi của chị Hai Hường. Dạo tía má tôi gả chị Hai Hường, tôi đã sắp dì 12 tuổi. Vào cái tuổi ấy, tôi chưa hiểu hết mọi điều, mọi lẽ, nhưng đã có thể cảm nhận qua từng sự việc. Hôm chuẩn bị đám cưới, chị Hai Hường khóc suốt, còn má tôi thì buồn hiu. Tôi luận quẩn bên má và chị mà chẳng chia sẻ được gì. Có lẽ vì còn bé quá nên tôi chưa đủ sức để cảm thông với nỗi niềm lớn lao của má và chị hai tôi. Đêm nhóm họ để sáng sáng ngày sau đưa dâu, chị hai tôi ôm tôi vào lòng rồi thút thít khóc. Tôi đã muốn khóc theo chị, dù không hiểu vì sao chị lại buồn đến vậy. Má tôi bước vào buồng, thấy tình cảm của chị em tôi như vậy, bà đứng sững giây lát rồi hạ giọng nói với chị hường nó còn nhỏ lắm chưa hiểu gì được đâu con đừng nói gì với nó sáng mai con cứ về bển có gì con nhắn tàu đỏ về cho má biết tin chị hường lau nước mắt cúi xuống hôn lên tóc tôi rồi bảo tôi chạy đi chơi để chị còn xếp tư trang vật dụng mang theo tôi rời chị ra khỏi buồn, đời hai chị em vẫn ngủ chung suốt từ lúc tôi còn ám ngựa mà lòng đầy hoang mang thắc mắc. Tôi linh cảm, chị tôi sẽ gặp điều bất chắc trong cuộc cưới xin này, hoặc là má và chị tôi không hài lòng về đám cưới. Nhưng vì lẽ gì, chị hai tôi lại lặng thinh làm theo ý của tía tôi, ưng lấy người chồng mà hình như chị không muốn lấy. Tôi biết... Chị hai tôi đầu quá dễ dãi để chọn lấy một tấm chồng. Trước đây, chị tôi đã từng lắc đầu từ chối nhiều đám nhờ mai mối đến xin hỏi cưới. Như vậy mà dần già, chị tôi đã tròm chèm ở tuổi 30. Có lẽ như những đứa em quá yêu mến chị mình, tôi thấy chị hai tôi là ngon lành nhất. Sự ngon lành ấy phải kể đến ba điều đáng khiến chị tôi treo giá ngọc. Đó là thứ nhất chị tôi tuy không đẹp lắm nhưng rất có duyên thứ hai chị tôi là người phụ nữ có tài nấu nướng chị biết nấu nhiều món ăn ngon mà món nào cũng hợp khẩu vị của tía má và tôi chị lại biết làm nhiều thứ bánh nữa thứ ba chị tôi có tài đặc biệt mà không phải anh thanh niên nào cũng sánh được là tài đánh võ đi quyền khoản này chị hai tôi được sự truyền dạy chu đáo của tía tôi cần phải nói thêm là tía tôi là người giỏi võ, tiếng tăm lan khắp một vùng. Ai nghe đến tên thầy tám mạnh cũng đều kính nhường quý trọng. Tía tôi không mở lò luyện võ tại nhà. Những khi trà dư tử hậu, vui bạn đẹp lòng, ông mới dạy cho ai đó vài đường quyền vài thế võ. Ông không đánh giá quá cao sở trường võ nghệ của mình. Theo ông, người ta sống được với nhau không phải là hơn thua bằng vũ lực, có lẽ phải ở đời mới thu phục được nhân tâm. Ông truyền dạy võ thuật lại cho chị hai tôi, cũng như nội tôi đã truyền dạy lại cho ông, giữ cái nếp cha truyền con nối. Chị Hường tập võ đi quyền từ lúc còn tấm bé, khi ấy tôi chưa có mặt trong cuộc đời này. Má tôi kể rằng, thuở chị Hường 16-17 tuổi, có ba thanh niên ở làng bên rủ nhau đến, muốn thử tài của chị mấy người ấy rót rượu mời tía tôi xin phép, tía tôi gọi chị Hường ra, hỏi chị có nhận lời thi đấu với họ hay không. Chị gật đầu, mời họ ra sân. Có cả tía má tôi cùng ngồi xem, chị hai tôi lần lượt hạ từng người một. Ấy là tôi nghe chuyện do má tôi kể lại. Còn bây giờ, chị Hai Hường thay tía tôi truyền dạy võ nghệ cho tôi. Ngày học chữ, đêm tập luyện võ. Tôi đã hết sức cố gắng mà thấy mình còn phải học tập lâu lắm mới thành thuộc như chị hai tôi được. Thế đấy, người nhiều tài như chị tôi thì anh chồng phải như thế nào mới xứng. Tôi thấy chị tôi lắc đầu trước bao đám mối mai, cứ nghĩ chị tôi chê họ kém tài thua sức. Vậy mà, mọi sự lại bắt đầu từ chỗ tía tôi. Tía tôi vốn là người thích giao thiệp hay kết thân bằng. Ông không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, không kén lựa tuổi lớn nhỏ chi cả. Ông lấy chuyện nhân nghĩa làm trọng, lấy đức độ mà cư xử với nhau. Những khi rảnh việc, ông thường rong ruổi đi chơi, giao du cùng bè bạn. Có khi ông đi vài ngày, cũng có lúc thuận đường vui bạn, ông lang bạt hàng chục ngày nửa tháng. Lần ấy ông đi ngược sông Hậu lên miệt biên giới chơi có gần nửa tháng thấy tía tôi bình yên trở về cả nhà đều mừng tía tôi vui vẻ hơn bữa cơm ở nhà sau chuyến đi xa tía tôi sởi lời báo tin là đã lựa được chỗ để gả cho chị hai tôi má và chị hai tôi chống đũa vào chén nhìn tía tôi hai người chưa kịp nói gì tía tôi đã cười khà khà rằm này họ tới đó mọi khi tía tôi vẫn để vợ con bàn bạc trao đổi việc nhà nhưng khi ông đã quyết định như vậy thì sẽ không có ai trong gia đình dám trái ý ông má tôi hỏi đám đó ra sao thẳng được lắm tôi nghe tiếng được lắm của tía tôi đầy vẻ hài lòng và tin cậy rồi tía tôi nhìn nét mặt đầy vẻ băn khoăn của má tôi với giọng cảm thông tội nghiệp nó vợ nó chết ba bốn năm rồi mà hai đứa con hãy còn nheo nhóc lắm má tôi kêu lên trời đất bà ngó sững tía tôi sau cái phút bất ngờ ấy má tôi sụ xuống không hỏi han nói năng chi nữa chị hai tôi không nói tiếng nào cúi mặt và riết chén cơm rồi buông đũa đi xuống bếp từ ấy đến rằm tôi thấy má tôi và chị hai kém vui thỉnh thoảng hai người lại thì thầm với nhau. Kém vui là sự bất thường của má và chị hai tôi mà nguyên nhân có lẽ do sự hứa gả cưới đầy chớ trêu của tía tôi. Còn thủ thị với nhau vẫn là cái cách trao đổi quen thuộc của hai người phụ nữ trong nhà này. Tôi chắc rằng má và chị hai tôi đang tìm cách chống lại quyết định của tía tôi. Tôi cũng hy vọng việc cưới gả này chỉ là chuyện tía tôi vui miệng mà thôi rồi ngày rằm cũng đến. Sáng hôm ấy, tàu đỏ xuôi dòng sông hậu về ngang bến nước trước cửa nhà tôi thì bấm còi tắt máy. Ông chủ tàu gọi với lên bờ, anh Tám ơi, có khách. Tía tôi ở ờ, thật lớn, để dưới bến sông nghe tiếng ông trả lời, rồi ông vừa đi ra vừa cười nói. Vậy mà, chắc lời giữ ha. Tôi và má tôi cũng vội ra sân, ngóng xuống bến sông coi khách nào đang tới. Tôi thấy tàu đỏ tấp vào bến, trên tàu bước xuống cầu chỉ vòn vẹn có ba người đàn ông, họ xách trong tay cặp rượu và cặp vịt trống tơ. Tía tôi đón khách vào nhà, má tôi chào khách rồi nhận cặp vịt đem xuống bếp lo làm đồ nhậu. Bà bảo chị hai tôi châm trà mang lên mời khách. Tôi chạy vào buồng vén màn, lén ngó ra nhà trước thấy tía tôi ngồi với khách trò chuyện vui vầy khách gồm hai người già một người hơi trẻ tôi đoán chừng hai người lớn tuổi kia là họ nhà trai hoặc là ông mai ông mối còn người đàn ông hơi trẻ đầy vẻ phong trần kia có lẽ là anh rể tương lai của tôi tía tôi vui lắm ông và mấy người khách nói đủ thứ chuyện chuyện đất đai mùa màng thời tiết cả chuyện giá lúa giá cá giá thịt nữa rồi tía tôi hỏi người đàn ông hơi trẻ. Thằng vẹn, bây tính chừng nào? Anh ta nhìn xuống như suy tính, rồi ngước lên nói với tía tôi. Con tính phải trước mùa nước nổi chú tám à, bởi vì sau đó con còn phải lo chuyện cá, mắm nữa. Bây giờ tôi không hiểu anh vẹn phải lo chuyện cá, mắm trong mùa nước nổi là chuyện gì. Sau khi khách đã ra về, tía tôi mới giải thích để mấy mẹ con tôi biết là anh Vẹn sinh sống bằng nghề đánh bắt cá trên sông, nghề hạ bạc. Mỗi năm, vào mùa nước lũ từ sông Mê Công đổ về đồng bằng sông Cửu Long theo hai ngả sông Tiền và sông Hậu, thì cá trên nguồn cũng đổ về theo. Ngoài ra, còn nguồn cá từ sông Hồ Mương Sạch đìa bào trong đồng bằng theo nước tràn bờ lên đồng, bơi lội khắp nơi kiếm ăn và sinh sản người sống nghịch răng câu, đánh lưới, được mùa cá suốt ba bốn tháng nước nổi lêu bêu ấy. Người ta đánh bắt được đủ loại cá, người ta bắt cá, được ít thì để ăn hoặc đưa ra chợ bán. Được nhiều thì làm mắm phơi khô cũng để dành bán và để ăn. Nếu ai thơm thảo với thân bằng quyến thuộc thì sau khi bán để dành lại một ít khô, mắm làm quả cáp biếu xén. Má tôi nghe chuyện chặt lưỡi, cực khổ. con hưởng ưng nó rồi sẽ cực khổ theo thôi. Tía tôi cười nhẹ. Biết sao mà sướng mà khổ hả bà? Mình cậy nó là người sống có nghĩa có tình, biết quý vợ thương con, trọng cha, kính mẹ là được. Tôi chắc là con hưởng về với nó sẽ không đến nỗi khổ thân đâu. Má tôi trao mày nhưng không cãi với tía tôi. Bà thường nhường nhịn chồng để gia đình êm ấm. Bà vẫn dạy bảo chị Hường và tôi rằng tía tôi luôn là điểm tựa về mọi mặt trong cuộc sống của mấy mẹ con không phụ lòng tin cậy của má tôi tía tôi cũng đã từng chứng tỏ ông xứng đáng hơn những khi quyết định việc nhà và như thế tôi biết sẽ không có gì thay đổi quyết định của tía tôi về cuộc hôn nhân của chị hai tôi đến tháng tư sau ngày đám cưới của chị hai hường ông chủ tàu đò chuyển đến nhà tôi mảnh thư của anh vẹn báo tin chị hai tôi bị bệnh má tôi nóng lòng bảo tôi ở nhà với tía rồi theo tàu đò đi chuyến sớm hôm sau ngược dòng sông hậu lên long bình thăm con gái má tôi đi rồi trở về với vẻ mặt buồn so tía tôi hỏi bà dần dừ mãi mới nói nó ốm nghén lại nhớ thằng thắm nữa thắm là tên tôi tôi vừa lo cho sức khỏe của chị hai tôi vừa vui vì biết tin chị hai cũng thương nhớ tôi như tôi đã mong nhớ chị tôi đòi tía má cho tôi được đi thăm chị hai má tôi ừ đêm ấy tôi cứ nằm không ngủ được háo hức với chuyến đi sắp đến tôi nghĩ đến đường xa cảnh lạ tôi nghĩ đến niềm vui gặp lại chị tôi đang lơ mơ nghĩ tôi bỗng nghe tiếng tía tôi gắt gỏng tại sao bà giấu tôi tôi nghe tiếng má tôi lào thảo lâu lắm tôi lại nghe tiếng tía tôi thằng vẹn biết chưa tiếng má tôi lại lào thảo tiếng tía tôi nghe buồn hơn thế thằng thắm biết không tôi nghe tiếng má tôi sụt sịt khóc tôi cố căng tai để lắng nghe câu chuyện hình như có liên quan đến mình nhưng tôi không nghe tiếng của tía má tôi nữa có lẽ tía má tôi đang mải nghĩ ngợi và buồn phiền tôi cảm thấy có điều gì đó bất an cho chị hai tôi cái cảm giác mà tôi đã có lúc thấy má và chị hai tôi buồn khóc trong đêm nhóm họ hồi đám cưới điều gì đó có liên quan đến chị hai tôi đến tôi và bây giờ lại liên quan đến anh vẹn nữa điều gì đó mà má và chị hai tôi đã giấu tía tôi lại không muốn cho tôi được biết điều gì đó mà má và chị hai tôi đã định biến nó thành chuyện riêng tư của chỉ hai người. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, hình như anh Vẹn đã biết, tía tôi cũng vừa mới biết, còn tôi đang đầy thắc mắc băn khoăn. Điều gì đó mà tôi chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ tôi được biết ngọn ngành gốc rễ. Tôi thật không thể nào biết được những bí ẩn riêng tư của má và chị hai tôi. Lần ấy, chị kể với tôi là có một chiếc ghe bầu cũng giống như chiếc ghe bầu đang đậu dưới bến sông trước cổng đình đã mang anh ấy đi ảnh là người gốc gác làm ruộng ở miệt vườn của mình ảnh đóng vai lục vân tiên đánh cướp cứu nguyệt nga hay lắm coi bộ ảnh là người có nghề võ nghe cưng rồi giọng chị như than thở ảnh về hát có một lần hồi năm đó người hào hiệp chỉ có ở trong tuồng hát Chờ ngoài đời sao có được tôi cãi sao không nếu như có ai bị nạn em sẽ cứu cưng thích hào hiệp như lục vân tiên hả ừ còn chị chị thích làm gì chị không thích làm gì hết chị như cô nguyệt nga gặp nạn mà không có lục vân tiên để cứu nguy thì em sẽ cứu chị em sẽ đánh cướp tôi chợt nhớ ra chị giỏi võ hơn em mà chị sợ gì cướp chị hai hường lắc đầu cười buồn chị không sợ cướp chị sợ thói đời bội bạc lừa lọc thôi mà thôi bỏ chuyện đó đi vậy rồi hôm chuẩn bị đám cưới của chị chị vừa ngồi làm bánh vừa dặn dò tôi chừng nào có gánh hát về hát cúng đình cưng nhớ hỏi thăm gai bầu coi ảnh có về không nhá hỏi sao mà biết hỏi người tên đó quê ở vĩnh trạch Má tôi đang ngồi gần đấy, nghe thấy câu chuyện của chị em tôi thì gắt. Đến nông nỗi như vậy mà mày còn thương tưởng trông đợi nó hả Hương? Chị hai tôi chủ ụ, con lấy chồng đã đành, còn thằng Tắm, má tôi quát Thôi đi, Tao biểu mày câm đi nghe chưa? Chị hai tôi gục mặt xuống lặng thinh, tôi thì lấm lét vì chưa bao giờ tôi thấy má tôi giận dữ với chị em tôi như vậy cả. Sau khi tôi và má tôi đi thăm chị hai Hương về, Tôi thấy tía tôi có vẻ buồn bực lắm Ông quạm cọ cự nữ quát tháo trong nhiều ngày liền Tôi chẳng hiểu vì sao Và chẳng thấy có lý do gì khiến tía tôi phải bực mình đến vậy Má tôi vốn có tính nhường nhịn chồng Bây giờ bà đầy vẻ nhẫn nhục hơn Tía tôi ngã bệnh sau gần cả tháng buồn phiền Tôi linh cảm gia đình tôi đang diễn ra chuyện gì đó nghiêm trọng lắm Được tin tía tôi bệnh Chị hai tôi và anh vẹn cùng về thăm chị tôi hốc hác vì vừa qua cơn đau ốm chị bước vào nhà gặp mặt tía tôi đã òa khóc tía tôi ngồi trên bộ ván ở nhà trước thấy con gái về ngoảnh mặt lặng thinh anh vẹn vào theo sau chị hai tôi chào hỏi tía tôi tía tôi chỉ ờ lấy lệ thấy bộ tía tôi đang giận anh vẹn và chị hai tôi đi luôn ra nhà sau để chào hỏi má tôi tôi xà đến bên chị hai tôi chị ôm tôi rồi lại khóc Tôi không hiểu gì cả. Tôi muốn hỏi chị hai tôi điều gì đó mà cũng không biết hỏi gì. Cuộc sum họp của gia đình tôi từ sau khi chị hai tôi lấy chồng đã bắt đầu bằng không khí nặng nề như vậy. Nhưng sau đó mọi việc dường như cũng ổn thỏa hơn. Tôi thấy má tôi và chị hai tôi vừa nấu ăn vừa thủ thỉ với nhau ở nhà bếp. Anh Vẹn và tía tôi ngồi với nhau ở nhà trên tôi núp sau vách buồng lén nghe câu chuyện giữa tía tôi và anh vẹn tía tôi ngồi lâu lắm mới nói vẹn à tía có lỗi với con anh vẹn nhăn mặt lắc đầu tía đừng nói vậy mà con đắc tội tía má đã thương con không chê con nghèo khổ lại gấy gánh giữa đường đã gây dựng cho con và em hai con mang ơn tía má còn chuyện kia con đâu chấp nê gì chẳng qua là tại vì phần số em hai khổ bữa nay vợ chồng con trước về thăm ba má sau nữa định nói với ba má về chuyện thằng thắm con tính đưa nó về sống với vợ chồng con mà vợ con không chịu vợ con muốn để thằng thắm ở lại với tía má để nó đỡ đần tía má lúc tuổi già tôi nghe tiếng của tía tôi và anh vẹn rõ mồn một nhưng không hiểu gì cả sao tía tôi lại xin lỗi anh vẹn phần số chị hai tôi thế nào mà khổ chuyện kia là chuyện gì mà anh vẹn bảo là chẳng chấp nê ý chừng anh vẹn và chị hai tôi lại muốn dắt theo tôi tình cảm trong tôi bộc phát chống đối là ý định của anh vẹn dù tôi rất mong nhớ chị hai tôi, nhưng tôi không muốn theo chị mà bỏ tía má tôi ở lại một mình. Tôi bước ra, chạy đến ôm chân tía tôi. Con không theo anh hai chị hai đâu, con ở lại với tía má hà. Anh vẹn trồm tới, xoa đầu tôi cười. Cưng ở với tía má phải giỏi nghen. Tôi dạ, sung sướng, ngước nhìn lên mặt tía tôi. Tôi thấy hình như tía tôi muốn cười mà không cười nổi. cho đến bây giờ chị hai tôi vẫn sống đầm ấm cùng anh vẹn mỗi năm vợ chồng chị về thăm tía má tôi và tôi hai lần một lần vào dịp tết và lần nữa vào sau mùa nước nổi vợ chồng chị về mang cả cháu bé cùng về thăm ngoại thằng bé bụ bẫm rất dễ thương chị hai tôi nựng con vui miệng nói với má tôi nó giống thằng thắm hồi nhỏ quá hà má má tôi không ừ cũng không lắc đầu Bà chỉ thở hắt ra Chị hai lại ôm vai tôi Hôn lên tóc tôi và hỏi Tía dạy võ cho cưng tới đâu rồi Tôi không trả lời bước lui ra Bỏ bộ đi cho chị xem mấy thế võ mới tập Chị xem Ngẫm nghĩ dây lâu rồi nói Là ruột thịt Tía mới dạy cho cưng ngón đòn hiểm đó Cưng đừng dạy lại cho người ngoài Lỡ người ta biết được phản đòn Là mình chết đó Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn chuyện ngắn Sông Hậu Xuôi Về của nhà văn Nguyễn Lập Em. Bây giờ mời các bạn nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên văn nghệ về chuyện ngắn này. Bối cảnh của chuyện ngắn Sông Hậu Xuôi Về là bến sông vùng Trung Lưu Sông Hậu, nơi gia đình ông bà Tám Mạnh cùng hai người con là Hai Hường và cậu bé Thắm sinh sống. Theo lời kể miên man của cậu bé 12 tuổi, lần lượt các nhân vật hiện lên sống động trên nền không gian của miền sông nước mênh mang đứa tôi vì trượng nghĩa gả chị gái hai hường cho người đàn ông quá vợ hai con má tôi tưởng chôn chặt được bí mật về thân phận éo le của tôi rồi một ngày ông chồng cũng phát hiện ra sự thật ê chề chị hai hường mười mấy năm phải đóng vai người chị của con trai ruột vẫn một dạ kiên sinh với kẻ tình phụ và tôi chú bé kể chuyện sáng láng và hồn nhiên như thiên sứ có biết hay không thân phận thực của mình. Chuyện viết về uẩn khúc trong đoạn đời thiếu nữ của nhân vật Hai Hường và những lụy phiền thầm lặng của người thân nhưng không hề mang lại cảm giác nặng nề, vô hạnh. Mơ hồ về gốc gác của mình nhưng đang tuổi ăn tuổi chơi cộng thêm niềm tự hào về gia đình mình. Cậu bé thắm không tò mò hay cố công tìm hiểu. Thế nhưng bức màn bí mật cứ dần dần lộ ra và vỡ hòa ở cuối chuyện khi chị Hai Hường nói rằng là ruột thịt ông Tám Mạnh mới dạy tôi ngón võ hiểm. Hóa ra sự thật tưởng tít tắp xa vời như tận đầu nguồn sông chưa thành dòng lại được che chắn bởi những người gần thân ngay bên tôi. Với người lớn đó là bí mật động trời nhưng với chú bé Thắm từ thổi ấu thơ đã được tắm xong dòng nước mát của dòng sông và tình yêu thương của tía má chị Hai đó không còn là điều quan trọng nữa. Chuyện ngắn Sông Hậu Xuôi Về được chọn in trong tuyển tập truyện ngắn nữ đặc sắc Việt Nam từ năm 1986 đến nay của nhà xuất bản phụ nữ Ấn Hành và nhiều tập truyện ngắn đặc sắc khác. Kết cấu giản đơn, ngôn ngữ khẩu khí Nam Bộ chân chất, tự nhiên, cái tình trong chuyện ngắn Sông Hậu Xuôi Về là yếu tố quan trọng giúp chuyện được bạn đọc nhiều thế hệ yêu mến, trân trọng. Sông vẫn trôi xuôi và ngày tiếp ngày tới, chỉ tình yêu là ở lại bùi đáp niềm tin để ta bước tới cuộc sống mới nơi thiện tâm là ánh sáng soi đường các bạn thân mến đất nước đã hòa bình hơn 40 năm nhưng với nhiều người nhất là người lính trải qua cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước thì chiến tranh chưa bao giờ kết thúc với họ chiến tranh vẫn ẩn hiện trong những giấc mơ trong nỗi nhớ thương đồng đội trong cả những di chứng chiến tranh chiến tranh vẫn là một trong những đề tài được yêu thích của người cầm bút với những cây bút trẻ chưa trải qua cuộc chiến thì họ thường khai thác hình tượng người lính thời hậu chiến trở về từ chiến trường đã sống ra sao có tâm tư tình cảm như thế nào khi hòa vào cuộc sống đời thường trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn những cơn bão của nhà văn nguyễn thị mai phương qua giọng đọc vân anh Đôi chân yếu ớt của hòa bình đi như không chạm đất Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu Mà lại eo uột trong cái thân xác như song nhúng qua nước sôi vậy ư Nước da trắng và hai núm nhô cao trên ngực áo Dấu hiệu cho người ta biết rằng Bình đúng là con gái Còn khuôn mặt thì người làng vẫn bảo Bọn bệnh đau này giống nhau Nhưng hòa bình không phải bệnh đau Lúc mới sinh ra Bình cũng bình thường như bao đứa trẻ khác Nhưng càng lớn lên Bình càng tăng teo Hóp thép đi May mà Bình không mất trí Lũ trẻ con trong làng Luôn nhìn hai ấm quần lụa vất vơ Trong đôi chân như hai ấm dậy Của Bình mà cười cợt Bình chẳng buồn để ý bình buộc phải quen dần với những ánh mắt dò xét của người đời. Quên cả cơn đau âm ỉ, buồn bực lan khắp người. Người ta vẫn bảo, nhà nào cũng phải có một người sứt sẹo thua thiệt để gánh tội cho cả nhà. Cha già con cặp. Mẹ Bình tối ngày mòm mẫm ngoài đồng với vài xào ruộng khoán, cho lụi hội đạp xe đi đưa thư trong làng ngoài xã bình mải mê sống với rằng giặc những sự cảm những vấp vòng trong lòng. Mấy hôm nay, Bình cứ cảm giác sắp có cơn bão tràn qua. Đêm ấy, Bình mơ người ta cột mình lại ở gốc cây chám đầu làng, cắt trụi mái tóc dài đen ống ả à của mình. Từng mớ tóc rơi xuống đất cùng tiếng la hét thất thanh. Tỉnh dậy, Bình cứ thấp thòm, lo âu, một thí gì đó hãi hùng đang đến. Không gọi tên được nhưng Bình thấy buồn lắm. Nỗi buồn như cái ngày ngồi bên cửa sổ, nhón tay bắt con bọ ngựa rồi khụy xuống đất. Từ đấy hai cái chân đâu còn là chất người. Nó hệt như lưỡi sao sắc ngọt đâm vào cơ thể, đau đến không thể cất lời. Hôm đó, cha Bình đã bế con gái lên, lặng đi một lúc rồi quay mặt đi. Không sao miễn hai đứa em của Bình khỏe mạnh. Mỗi ngày, Bình đều dậy thật sớm, thắc thòm ngồi bên giường thằng độc lập và cái hạnh phúc xem chân hai đứa có bị sao không. Ngồi thật im lặng, mỗi tiếng thở là một âu lo dồn lại. Mỗi ngày trôi qua, Bình lại thở vào một cái. Hai nhóc ấy, một lớp 5, một theo lớp 9, nhưng cả một con đường chưa đi phía trước ai biết đâu. Bình nhất quyết nghỉ học khi qua lớp 8. Phần vì khác biệt với các bạn, phần vì muốn làm gì đó đỡ mẹ. Mẹ giấu những ẩn ức sâu xa khó nói vào trăm ngàn việc của đàn bà. Còn cha Bình sau một ngày dâm gió dữ dội đã trở nên khó tính, dễ bằn gắt. Ông hầu như không thể xóa nổi ký ức chiến tranh trong lòng mình. Mỗi bữa cơm, mỗi giấc ngủ đều vẫn có những tiếng đại bác ầm ì ông cảnh giác cao độ trước mỗi việc làm của một người nào đó cứ như thể đang thực hiện chiến dịch tâm lý chiến với kẻ thù hàng xóm gọi ông là trọng khùng ông làm bất cứ việc gì cũng căn kê giờ giấc chuẩn từng phút vợ bảo thì ông quát ai cũng như bà thì khi vào trận kẻ thù nó bắn tan xác làm gì cũng phải tính toán thời gian cẩn thận mới có ngày nay rồi ông thất thần kể cho cả nhà nghe về một trận bom ác liệt hồi còn ở Quảng Trị. Đại đội của ông hành quân qua rừng núi, trước đó đã có một đơn vị đi trước. Đất trời mù mịt bởi cơn mưa B-52 rội xuống. Chừng hơn chục phút trôi qua, khi đơn vị ông đến, cả một trung đội đi trước đã bặt tăm tan vào đất đá. Đến máu cũng không còn, những mảnh thịt xương bếp lại trên khóm cây cháy xém Ông và đồng đội không còn nước mắt để khóc. Người lính trẻ 27 tuổi nhảy xuống cái hố nhỏ tránh đạn, nhưng linh cảm hình như không ổn, anh nhảy sang chỗ khác. Vừa hay, người trong nhóm của anh nhảy thế vào. um một cái chưa kịp chớp mắt, tuổi thanh xuân bay thành bụi đất. Anh lính trẻ ôm lấy ngực gọi, ối u ơi, thay cho lời khóc bạn. Giờ đây sau mấy mươi năm, hình như ông Trọng còn nguyên cảm giác gọi u ơi ngày ấy, nhất là lúc ông tự tay ngồi vùi xác đứa con giữa nghĩa địa mịt mùng. Cái ngày dâm xó đó mãi không chịu trôi đi trong lòng mấy người nhà mình. Mẹ sinh em gái sau thằng độc lập. Cha vui lắm nấu đủ món ăn cho mẹ Bình ngày nào cũng sờ nắm đôi tay trắng trèo của em, thích nhất là bàn tay có vẻ tiểu thư của con bé. Nhưng mỗi ngày trôi qua, da em bé cứ vàng rực, người khô héo dần. Rồi chiều tối, mây đen kéo đầy trời vần vũ, gió thổi ù ù mang theo hàng đám mây mũi qua sân. Mẹ bế em, ngước đôi mắt tuyệt vọng lên trời niệm Phật. Em không còn trên đời như chiếc lá héo khô trên tay mẹ cha bình ngồi bất động ôm ngực hai hàng nước mắt âm thầm bò xuống hai má đen sạm bình không biết làm gì vừa khóc vừa chạy đi châm đèn nếu trời sáng chắc bình sẽ nhìn rõ mấy ngón tay của mẹ run bắn lên mẹ gạt nước mắt gọi thêm chú út mang em ra đồng chúng kể tưởng anh trọng không về nổi ngoài đó gió to quá trời tối như bưng anh cứ ngồi mãi như đá nỗi đau ấy còn hơn trăm ngàn mảnh đạn bom găm vào da thịt cuộc chiến ấy đã qua đi ông đặt tên con gái là hòa bình nhưng hình như điều đó chưa về trong căn nhà ông hôm hai cha con lên bệnh viện huyện khám bệnh ông cầm tờ kết quả xét nghiệm bệnh của Bình trong câm nín. Bình lấm lét ngồi sau xe, nghe hơi thở của cha, cứ ngột lên qua lần áo đẫm mồ hôi. Qua hiệu sách, cha vào mua cho con gái cuốn không gục ngã, coi như lời động viên chính mình để gượng dậy đi tiếp hồi mưa bom bão đạn sống trong rừng tú ngâm mình dưới sình lầy sâu tóc để như người rừng ăn rau rừng uống nước suối cũng đâu thấy đau khổ như thế này anh chàng trọng hồi đó ào ào lên đường trong cơn xung chuyển của phong trào tòng quân tiếng hát át tiếng bom đường ra trận mùa này đẹp lắm không khí náo nức ấy khiến người nào không lên đường là thấy lẻ loi ngoài cuộc chỉ đến khi vùi trong cơn sốt rét qua một đêm hôm sau đã thấy người ngủ cạnh võng mình đã bị một đàn mối khổng lồ bu kín trọng mới thấu hiểu cái khốc liệt của sống chết đúng cái ngày người mẹ già đang làm dỗ con thì trọng vác ba lô từ ngõ đi vào hỏi tướng lên u ơi con còn sống họ hàng làng xóm ùa đến cười nói tưng bừng người mẹ già sau một hồi khóc nức nở bảo chiến tranh xong sống khỏe mạnh trở về mới anh hùng chứ chết thì còn nói làm gì nhưng ông vẫn đủ can đảm để sinh thêm những đứa con đúng là hồi ấy đơn vị đề nghị phong anh hùng mà ông ngần ngừ khấp nhận giờ đây giữa đời thường đủ trò lường gạt sò xiên ông mới hay mình chỉ anh hùng trong cuộc chiến đó thôi ơn trời vật thằng độc lập và cái hạnh phúc xa đời lớn lên khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác không nói ra nhưng vợ chồng ông hồi hộp từng ngày bình nữa bình cũng đánh dấu vào quyển lịch túi của mình mỗi lần sinh nhật các em bình đều tất tà từ sớm đi chợ mua đỗ đen về hì hục nấu chè bổ xoài hay bưởi làm tiệc cho hai em hai nhóc con sờ vào chân chị cười nắc nẻ Bình còn đứng sung sung ấm quần treo chúng. Lúc ấy, mặt ông trọng giãn xa, nụ cười đến từ nơi nào rất xa, làm vui lên người khác. Bình lọ mọ quầy đôi quang khánh toàn tan đi khắp làng, nhặt phân châu bò rơi vãi về cho mẹ ù bón ruộng trầm sau. Mày nhặt thứ đó về trộn cơm mà. Giọng khen đồng của gã đàn ông cuối làng, Bình không thèm nói lại lão toan nổi tiếng là sỏ lá ba que. Cái mắt chột của lão luôn dò xét cuộc sống gia đình bình. Lão vẫn vênh vác với lũ trẻ con rằng mình là thương binh chống Mỹ. Nhưng mỗi khi sắp mặt cho bình, lão cúi gầm mặt, nhìn chỗ khác lấm lét. Ông Trọng thường bảo, thằng phản động, tao mà có chứng cứ, thằng đó chết luôn. Trưa nay, nắng tràn qua giàn cước đổ đầy sân. Chắc Bình mở cái ba ly cũ mềm, lấy một nắm giấy tờ đưa cho anh cán bộ xã. Bây giờ người ta xét chế độ gia cam, nghèo ngặt lắm bác ạ. À. Mà bác biết đấy, đi lại bây giờ tốn kém trầu trực, còn chẳng biết có được việc không. Anh thanh niên nói liên hồi, tay vuốt vuốt mấy tờ giấy. Tôi nói cho anh biết nhé chúng tôi tham gia chiến trận vào sinh ra từ cho đất nước này cho những người như các anh được sống đấy anh nhìn con tôi xem như thế chưa phải là đủ tiêu chuẩn à Cha đình nóng mắt nói sẵn gã cán bộ xã hạ giọng ấy không ý cháu là bác nên có chút bồi dưỡng cho những người giúp mình cháu sẽ kết nối ạ à? ông trọng ớ người xa anh nói đến tiền ấy phỏng Mẹ Bình cảm thấy trận cuồng phong sắp nổi lên, đi từ trong buồng xa bảo. Cháu cứ giúp bá đi rồi bá gửi, rồi bà quay sang chồng. Ông gửi cho cháu nó ít tiền làm lộ phí. Bà mà còn nói thế à? Cha Bình gắt. Tôi không đi mua chế độ nhé. Lẽ ra phải làm cho tôi từ lâu rồi mới đúng. Bao nhiêu lần gửi giấy tờ đều mất hút. Rồi âm quát lên anh kia, mời anh cút xéo khỏi nhà tôi, tôi không tiếp loại cán bộ như anh nha. Khi tiếng xe máy nổ sòn tan đi khuất, Bình thấy cha mang con sao khăm, kỳ vật thời chiến xa lau đến sáng loáng. Cả nhà thót tim. Mỗi khi bực bội điều gì ông thường làm thế, rồi lại cất con sao vào ngăn kéo cuốn giường có hôm ông thức thật khuya nghe đài huy chép gọi điện thoại người này người khác vẻ nghiêm trọng lắm thằng độc lập và cách hạnh phúc có vẻ rất thích thú mấy đồ vật cũ của cha và hay chơi trò chiến tranh thằng lập cầm cành củi khô làm súng chĩa vào người con phúc kêu đoang một cái con phúc ngã lăn ra giả vờ chết sau đấy hai anh em ôm nhau cười nắc nẻ Bình thấy sợ sợ. Hai gì trò bắn giết nhau. Cha Bình thì im lặng lúc lâu rồi nói. Mấy cái đứa này, cha mày đi đánh nhau cả đời không chán sao. Đừng chơi trò đấy nữa. Hỏng người lúc nào không hay đấy. Bình vẫn thấy cái ký ức khủng khiếp một thời trên gương mặt cha mỗi khi ông ngồi bất động trên cái phản gỗ giữa nhà. Thỉnh thoảng lúc cha ngủ say, Bình vẫn lén thức dậy, mò mẫm đi thật nhẹ vào giường để nhìn mặt ông. Nhiều lần Bình thấy má ông giật giật vẻ thảng thốt. Có đêm Bình vừa đặt chân vào buồng, tiếng ông hỏi. Bình hả con, không đi ngủ còn mò mẫm ăn trộm gì đấy. Tao vừa mơ sợ quá, thằng Mỹ to cao, máu me bê bết ổ ập vào người tao rồi ông ngồi dậy kể cho bình nghe cái trận ông và đội trinh sát rơi vào ổ phục kích của địch trong trận giáp lá cà ông đã giết tay lính mỹ bằng một nhát dao thấu tim giữa sống chết bom đạn máu đồ chết chóc là thường nhưng ông đâu ngờ sau chiến tranh những cái chết đó vẫn về gọi ông hàng đêm bình ngồi đun nắm lá cháy rèo rèo trong bếp ông trọng ngồi trên chiếc ghế xem tivi đưa tin về ngày giải phóng sài gòn ông bỗng bảo ta lại nhớ tối hôm ấy sau trận bom của địch hôm đó đơn vị ông bị thương hàng chục chiến sĩ giữa vùng đầm lầy một cái lán được dựng lên làm trạm cấp cứu tiền phương ngọn đèn soi được treo lên nóc lán chung anh chàng lèo mép hát hay nhất trung đội máu mê bê bết đôi mắt ngắm nghiền một chân trung bị dập nát sáu chiến sĩ khỏe mạnh lấm lem bùn đất đứng hai bên giường bệnh theo dõi ca phẫu thuật sau khi tiêm thuốc đê cho trung không ai dám nhìn bác sĩ cưa chân đầm đội bỗng trung kêu lên tôi mất chân rồi bác sĩ lấy hai tay cầm cái chân sưng tấy vừa bị cắt bỏ để ụt vào một cái xô không ai bảo ai. Sáu con người hòa lên nước nở. Mọi người ôm lấy chung. Vậy là mơ ước khi hòa bình sẽ về làm ca sĩ của Trung tan biến. Trọng và đồng đội đi chôn cái chân của Trung dưới gốc cây rừng. Cả nhà không ai cản đổi chuyến đi miền Trung của cha Bình. Bác Thanh ở xã bên đến đi cùng. Hai ông già hai ba lô lỉnh kỉnh đủ thứ, ông trọng mang theo con dao pham sáng loáng, bình chột dạ. họ đi gặp lại đồng đội cũ để hàn huyên lại chuyện chiến trường, sao mà phải mang nhiều thứ thế, cả mấy lá thư ố vàng, nét chữ đã nhè đi. Bác thanh nói với mẹ bình là đi gặp lại người mà ông trọng đã nhường cho họ thành anh hùng để hỏi vài chuyện. bình thấp thỏm lo lắng lúc họ điện, ông Trọng cười nói sang sàng bảo. Tao chưa chết đâu mà lo, bảo mẹ mày là bọn sàn này đến nơi rồi nha. Trời âm u nặng nề như có bão, cơn bão dường như ẩn nấp dưới mấy cái vòm cây im lìm kia. Tịnh không có một hợn gió. Bình ngủ một giấc từ sáng đến chiều, bỏ cả cơm trưa trên cái giường bên cửa sổ. Mẹ bảo, bố mày về rồi đấy cùng hai ông bạn đồng ngũ đi túa vào làng chả hiểu gặp ai không nghỉ ngơi gì luôn bình có cảm giác điều lo sợ đã đến bình ra khỏi nhà men theo bờ cỏ bên con sông máng vào làng nhà lão toan ở một mình trên quả đồi ngay gần rừng xin bình gặp chú trưởng thôn chú quát cái con bé này ai cho đến mà đến hỏng việc Việc gì chú? Chú có gặp bố cháu không? Ờ, mày mà biết chuyện là bố mày mắng chú không ra gì đâu. Nhưng mà thôi, đã đến thì nhanh chân lên, núp kín vào kia. Trên sân nhà lão toan, có sáu người đàn ông tất cả. Ông Trọng, bác Thanh, người thương binh già nhất nói giọng miền Trung là bác Vĩnh, chú trưởng thôn, lão toan, cùng con trai lớn của lão lão toan có dáng điệu khác hẳn ngày thường lão run rẩy giọng lập cập tôi tôi xin các ông tha tội ba người lính khi xưa ngồi trên mấy chiếc ghế cũ bác thanh giọng chậm rãi ông có thấy xấu hổ khi cướp công của đồng đội mình không ông bị thương binh bao giờ hả bác vĩnh lên tiếng bây trừ ông hối cải đi ông đừng tưởng giả tối trên xương máu đồng đội thì trời đất dung tha nhá. Ông Trọng đứng nhìn lãng toan, hai mắt như nổ lửa. Lãng toan rũ xuống giọng lạc hẳn đi. Tôi tự bắn vào chân. Xin các ông. Nhà hòa bình chật kín mấy chiếu ngồi. Khách là các cựu chiến binh trong làng những người già nghe thấy bảo đồng đội cũ của ông trọng đến chơi nên qua hỏi chuyện bác vĩnh bảo tớ anh hùng đếch gì may có cậu trọng nhường đây chứ cậu này mới thực sự là xứng đáng bác vỗ tay bồm bộp vào lưng ông trọng mấy ông già đế thêm chiến tranh ác liệt mà bọn mình vẫn sống thế là anh hùng hết giờ còn những cuộc chiến gay hơn nữa cơ cha đình ngồi im lặng dường như ông không muốn nói gì lúc này bác vĩnh ở lại chơi mấy hôm suốt ngày xì xà nhỏ to cùng bạn cũ bình biết hai ông đánh dấu những chấm đỏ xanh trên tấm bản đồ kia lau chùi những kỳ vật cũ và chuẩn bị lên đường tìm mộ đầm đội chưa bao giờ bình thấy cha vui vẻ như bây giờ bình nghe đài thấy sự báo có những cơn bão xa nhức lòng bình thấy nhẹ nhõm lạ kỳ quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn những cơn bão của nhà văn nguyễn thị mai phương một câu chuyện xúc động về gia đình của một người lính chịu những nỗi đau vì di chứng chiến tranh bây giờ mời các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên hoàng hiệp về chuyện ngắn này các bạn thân mến chuyện ngắn những cơn bão được vết đan sen giữa hai giọng văn của người kể chuyện và của bình con gái của người thương binh ông trọng trở về tính chiến trường với những di chứng chiến tranh đó là di chứng chất độc da cam có thể nhìn thấy qua hình hài số phận những người con nhưng có cả những chấn thương về tâm lý khó bày tỏ cùng ai đó là ám ảnh về sự hy sinh mất mát của đồng đội tại chiến trường khốc liệt Chiến tranh đã rời xa, nhưng ký ức luôn theo mãi trong tâm trí của ông trọng. Để rồi, thỉnh thoảng trong những cơn mơ, ông lại gặp cảnh cũ người xưa. Thỉnh thoảng ông lại kể với con gái chuyện ngày xưa như một cách giải tỏa tâm lý. Câu chuyện về gia đình người thương minh chịu nhiều nỗi đau chiến tranh khiến người đọc người nghe cảm thương cho biết bao người lính hy sinh vì đất nước. Khi chứng kiến những đồng đội hy sinh ngay trước mắt mình, thì có lẽ với ông trọng và nhiều người cựu binh khác ngày chiến thắng được trở về với gia đình đã là một phần thưởng quý giá nhất. Gia đình người cựu chiến binh luôn sống trong những cơn bão. Đó không phải là cơn bão thiên nhiên mà là cơn bão tâm lý khi họ lo lắng cho số phận những người con, người em của mình không biết có lành nặng hay không. Bình thì tật nguyền, người em út mất khi còn nhỏ, chỉ còn hai em độc lập và hạnh phúc là còn khỏe mạnh. Dù không biết chắc hai em có khỏe mạnh đến khi trưởng thành hay không nhưng vẫn là có hy vọng. Đây cũng là điều may mắn trong cái sự bất hạnh của ông Trọng bởi có hàng vạn gia đình chịu di chứng chiến tranh không được quyền hy vọng như ông. Qua câu chuyện về gia đình nhân vật trọng, tác giả cũng nhắc đến những vấn đề chưa thỏa đáng trong việc thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa. Chuyện ngắn xúc động là góc nhìn của người trẻ tuổi về đề tài chiến tranh và người lính. Chiến tranh đã rời xa mấy chục năm, nhưng nỗi đau không gì xóa nhòa. Chính điều này khiến chúng ta càng quý trọng những ngày hòa bình hôm nay. Các bạn thân mến, Lịch sử đất nước Việt Nam từ khi ra đời tới nay là lịch sử dựng nước và giữ nước. Lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước đã trở thành truyền thống tốt đẹp của nhiều thế hệ người Việt. Truyền thống yêu nước như một ngọn lửa hồng được truyền từ thế hệ ông cha tới các con bằng lịch sử, bằng ký ức, bằng tình cảm. Thế kỷ 20 hàng triệu người lính chiến đấu anh dũng trong kháng chiến chống thực dân pháp kháng chiến chống đế quốc mỹ chiến tranh biên giới để có ngày độc lập thống nhất hòa bình ngày hôm nay lòng tự hào dân tộc vẫn luôn được người lính trẻ giữ gìn khi bảo vệ biên cương tổ quốc trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay các bạn cùng nghe chuyện ngắn cha con người phố hẹ của nhà văn hồ tĩnh tâm qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú việt hùng tuấn được điều về một chốt trên hòn đảo nhỏ vùng biển tây nam cách đất liền hơn chục cây số thuộc đồn biên phòng btn vậy là thành lính đảo Ôi giời, phèn này thì cái hài phải biết nha. Lính biên phòng trên biển có phải ai nằm mơ cũng được đâu. Xem thử nó có còn dám trêu người ta là dân phố thị công tử bột không chịu nổi sóng gió trùng khơi nữa không? Mới một năm mà hạ sĩ biên phòng chẳng phải bỡn đâu. Tốt nghiệp lớp 12 vào lính, qua khóa tân binh được phong bình nhất, 6 tháng huấn luyện lên hạ sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng quách lắm đấy tuấn từng nói với hải tớ là tớ phải cảm ơn bố tớ biết chọn đúng mẹ tớ mà cưới rồi lại còn phải cảm ơn mẹ tớ đã nhận lời chọn bố tớ làm chồng một nửa của tớ thuộc bố một nửa thuộc mẹ hai nửa ấy hợp lại thành ra hạ sĩ tiểu đội trưởng biên phòng nguyễn anh tuấn tuấn kể với hải cuối năm 1975, miền Nam giải phóng đã nửa năm. Vậy mà bố Tuấn vẫn chưa được về thăm nhà vì còn phải lên chấn giữ biên giới sông Trăng. Thư muốn gửi về nhà cũng khó. Mỗi tháng một người được ba con tem quân đội. Anh em phải dùng thuốc lá ruby xanh đổi thêm để gửi thư về nhà. Bố Tuấn là đại đội trưởng, thương lính hòa bình chưa được về quê, có con tem nào cũng nhường cho lính. Nên ở nhà ông bà Tuấn khóc đó con người. Cứ tưởng con trai mình đã nằm xuống đâu đó trên những nẻo đường chiến trận. Bà Tuấn thì tưởng con trai mình đã hy sinh như hai anh. Đòi lập bàn thờ cho đứa con trai cuối cùng. Ông đội bèn gạt phát đi. Ông bảo quân giải phóng người ta có tổ chức chặt chẽ từ bộ tư lệnh xuống từng tổ ba người. Chưa có giấy báo tử nghĩa là vẫn sống và đấy, thỉnh thoảng phố hẹ, vẫn có người từ trong Nam quẩy ba lô về thăm làng đó thôi. Mà nó là con trời, bà đã dâng nó lên chùa sau sự ra đi của anh nó là gì? Tôi là lính đánh điện biên, từng ăn mèn mén của người mông thắng cố của người giấy, uống rượu ngô của người pa dí. Tôi sống được là nhờ có đức tin. Tôi chờ thằng Minh nó về sinh cho mấy đứa cháu nội đã. Bố tớ là Nguyễn Tuấn Minh học vừa xong lớp 8 thì có giấy gọi lên đường nhập ngũ. Khám sức khỏe, thiếu nửa cân phải ăn gian, nhét đá vào túi quần ấy. Đi bộ đội chống Mỹ phải ăn gian thêm cân. Dân Bắc Giang mình nhiều người thế lắm. Mà này, chính ông nội tớ đấy, cái thời mà sung phong vào vệ quốc đoàn cũng phải ăn gian văn hóa đấy. Sợ không thuộc mấy chữ y tờ, ông nội tớ phải trốn vào đình nghè, ôm cột đình nhầm đi nhầm lại o tròn như quả trứng gà, ô thời đội mũ, ơ thì thêm dâu. Nguyễn Tuấn Minh đúng là dân phố hẹ đích thực. Nghĩ gì làm gì cứ ngay tăm tắp, cứ thẳng đun đuỗn, cứ trôi xuôi một dòng như sông lục. Cuối năm 1976, Trung đoàn 207 ưu tiên cho một số sĩ quan được nghỉ phép đợt 1, trong đó có Hùng C trưởng C2, bạn nối khố cùng phố hẹ. Mình xin phép nghỉ hai ngày, đi bộ từ Ba Gò ra chợ xã Tân Thành. Chẳng là sau hơn bảy năm biển biệt, anh đã có cái bi đông inox và cái bật lửa Zippo làm quà cho bố. Giờ lại muốn mua cho mẹ món gì đó thật ý nghĩa. Cởi quần dài, tháo giày đeo lên cổ. Sau bốn tiếng đồng hồ sang trong nắng mùa khô hừng hực, cắm cắm một mình lội ruộng băng đồng ra chợ xã. Khạt cháy cổ, đói cồn cào. Anh ghé vào một quán nước bên sông, gọi cho mình một trái dừa, một gói hero. Thế nhưng khi sờ vào túi áo mới sực nhớ. Khi thay bộ quân phục vải gabardin mới cáu vừa được cấp phát, vội quá, anh quên bén mất số tiền dành dụm các ca các cúm còn ở trong túi áo lính trận đã bạc màu cũng là lính trận đánh giặc trời gầm, làm tới đại đội trưởng mà lại đoảng. Quên gì không quên, đi mua quà cho mẹ lại quên tiền. Còn trai phố hẹ chuyện gì cũng giỏi, mỗi cái chuyện tiền nong là không. Bừng quá, lo lắng quá, con người ta hay sinh ra đãng trí thì phải. Thế anh tự nhiên ngồi ngẩn tỏ te, lúng túng như gà mắc tóc, mặt mày tự nhiên thộn ra. Bà chủ quán biết liền. Chú bộ đội, chú quên tiền chứ gì? Có mỗi trái dừa với gói thuốc. Tôi biếu chú đấy. Hòa bình rồi, ai cũng về nhà mà mấy chú còn lên chấn giữ biên giới. Sống chết mỗi ngày tôi không lấy tiền đâu. Nếu cần mua sắm gì đó, tôi cho chú mượn. Mai mốt trả lại cho cũng được. Sương máu mấy chú còn không tiếc, tôi tiếc gì mấy đồng bạc. Chồng con tôi cũng là lính của trung đoàn 207 hy sinh ở đám biên năm 1973 đấy. Cái bà sồn sồn ấy, dân Tân Thành gọi là bà ba bánh ú, vì bà tròn lăn lằn, ú nu ú núc, lại còn gói bánh ú bán mỗi ngày. Khi nghe Minh bịa chuyện đi tìm mua cau gửi về quê cho mẹ ăn trầu, vội quá nên quên đem tiền theo. Bà phẩy tay nói thủng thẳng, Ôi chào, tưởng gì chứ cao ăn trầu á. Nhà tôi nhiều vô thiên lũng. Chú muốn lấy bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu. Chỉ sợ chú vác không nổi thôi. Để tôi bảo thằng Tửng chặt xuống cho chú. Buồng cao ở xứ không ăn trầu thì quý báu gì. Nhưng ở phố hẹ, nó là cả đống tiền cái đó. Người ta cho thì mình nhận. Khổ đỗi khi về lại ba gò, thấy đồng đội đã nhét đầy căng cả ba lô quà cáp, bình đâm lưỡng lự, Chỉ định mua cho mẹ cái khăn len bộ quần áo, giờ lại hóa ra buồng cau Đeo cả cái ba lô con cóc to bè, lại còn thêm buồng cau có phải thánh đâu mà vác nổi. ấy vậy mà Hùng nói như đinh đóng cột. Mày bị thương bắp đùi, còn vác tao băng qua đồng nước, lẽ nào ta không vác được buồng cau về quê cho mày? Mọi chuyện vậy là xong. Nhưng sự đời luôn có những bất ngờ, chẳng ai biết trước được gì. Về tới buổi trưa, buổi chiều, Hùng đem buồn cao tới nhà Minh nói là quả nam bộ. Chỉ chừng đó mà bố mẹ Minh mừng tới phát khóc. Họ khóc vì biết rằng thằng quý tử, thằng con trai của Đức Thánh Trần còn sống. Bà thắp hương vái lại xì sụp trước bàn thờ vừa lại vừa khóc nấc lên đứt quãng. Bà ơi, ông ơi, ông bà về mừng cho thằng cháu nó còn sống này. Long ơi, Dũng ơi, chúng mày sống khôn chết thiêng, chúng mày về đón quà miền Nam của em nó còn sống này. Ông thì ngồi thần ra trên ngạch cửa, một tay cầm điếu cày, một tay cầm que đóm nang che đã tắt lịm từ lúc nào, nói cứ như là nói với ai ấy. Mẹ no khóc mà làm gì, lo bổ gà mời chú Hùng ở lại xơi cơm. Mà nhớ nhớ, nhớ dặn con thắm mua thêm mấy cút rượu ngang nữa đó. Lính tráng với nhau, tôi với chú Hùng hôm nay phải nhắm rượu tơi mời một bữa. Biết là ở nhà đã sửa soạn cơm chiều, đã mời bà con chú bác, nhưng Hùng làm sao mà rất áo bỏ đi cho được. Thế rồi ông bà nghe sao đấy, tay phải lại ra tay trái, lại nghĩ thằng con gửi cao về quê để kiếm vợ cho mình. Ông bảo con gái chạy đi mời người bạn nối khố từ thời đánh điện biên với nhau lại nhà. Chả gì cũng đã luộc gà, rán cá, xào rau muống với thịt lợn. Chả gì cũng phải mừng thằng con trai còn sống chứ. Ngồi gật gù bên mâm rượu, ông mới đặt vấn đề kết làm xui ra với bạn. Rượu đã ngà ngà, ông bạn chém tay vào không khí thề. Ngày sáng hôm sau, ông bà ăn mặc chỉnh tề qua nhà ông bạn, xin phép hỏi cưới con gái của họ về làm sâu. Nhờ Hùng mà Minh biết chuyện ấy. Giải phóng quân mà không giải phóng được cho tình yêu đôi lứa thì giải phóng cái gì? Bình gửi thư về, nói thẳng với bố mẹ mình rằng không thể cưới được người mà mình chưa hề quen biết nếu bị ép quá sẽ xin ra đảo làm lính biên phòng đất chẳng chịu trời thì trời phải chịu đất hai ông bà đành phải thở dài chấp nhận rồi cũng đến lượt minh được nghỉ phép xe về tới trạm ca vào chiều tối hôm trước hừng sáng hôm sau minh đã khấp khởi khoác ba lô hăm hở về nhà đi bộ được hơn bảy cây số thấy quán nước bên đường Bình định ghé vào. Nhưng khi tới nơi nhìn thấy có cô gái trẻ đẹp đang ngồi vừa quạt vừa uống nước, tự nhiên mình ngại quá. Cái ghế dài ghép bằng hai đoạn tre ngắn như vậy, chẳng lẽ hai người lại ngồi sát bên nhau? Đánh đồn, chống càn, không sợ, nhưng lính 207 lại sợ gái. Thế Minh ngập ngừng, cô gái nhìn anh cười đon đả. Anh bộ đội ơi, anh về đâu đấy? Vào đây, anh vào đây nghỉ ngơi uống cốc nước rồi em cho đi nhờ này. Anh bộ đội, mà em về tận phố hẹ đấy. Được lời như cởi tấm lòng, mình đặt ba lô xuống đất, ngồi sát bên cô gái. Họ uống nước, ăn kẹo rồi. Chuyện trò thoải mái cứ như là đã quen nhau từ lâu rồi. Rồi cô gái ôm ba lô ngồi sau, mình gỏ lưng trên yên xe, ra sức đạp những câu chuyện lăn dài theo vòng bánh xe quay rào rạo trên mặt đường. Mình kể chuyện, bố mẹ đi dạm hỏi cho Minh. Cô gái cười ngặt nghẽo, phải vòng một tay ôm lấy lưng Minh cho chắc. Rồi cô hỏi, thế nếu gặp một người chưa có người yêu như em, anh có dám cưới không? Mình trả lời chắc nịch, cưới chứ, cưới chứ lệ. Lại... Cô tuyệt thế này làm sao mà không cưới? Nếu mà cô đồng ý tôi trở thẳng về nhà ra mắt rồi cưới luôn, theo kiểu thời chiến cho gọn. Mà này, cái lính tráng bọn tôi cái gì là cũng cấp tập, không có thể dê ra được đâu. Chỉ có vậy, thế mà chưa đầy một tuần họ đã nhờ chi đoàn thanh niên, nơi cô giáo cấp 1 đang dạy học, đứng ra làm lễ tuyên hôn. Nghĩa là cái bằng đen của lớp học có thêm dòng chữ bằng phấn màu, trăm năm hạnh phúc, vui duyên mới không quên nhiệm vụ rồi thì nước chè xanh thuốc lá sông cầu kẹo hải hà thoải mái cô dâu thì đùn chú rể đứng ra phát biểu chú rể thì vừa lọng ngọng gãi tai vừa nói thưa thưa bà con cô bác các các đồng chí lâu lâu chúng tôi mới cưới nhau một lần mong bà con cô bác các đồng chí cứ góp ý thoải mái để lần sau chúng tôi rút kinh nghiệm làm tốt hơn Mọi người cười nghiêng ngả. Nheo nheo con mắt trái, Tuấn nói với Hải. Đấy, nhờ mấy chuyện tình yêu như thế mà tớ mới ra đời. Cảm ơn tình yêu là phải quá đi chứ. Mà ngày mai tớ lên đường vào Nam ra đảo. Cậu ấy, cậu về thưởng thứ gì thật xứng đáng là dân phố hẹ chứ. Mà này, không phải là khăn tay với sổ tay nhá. Phải thứ gì mà nhớ đời ấy. Hải cũng hấp háy mắt trả lời. Tớ, tớ biết tổng là cậu thích gió mát sau lưng rồi. Nói xong, Hải chu môi hôn đến chụt một cái lên má của Tuấn. Đem theo nụ hôn ấy, Tuấn lên tàu hỏa vào Nam, ngồi ô tô xuống Kiên Giang, ngồi ghe trài ra đảo nhỏ thành lính biên phòng giữ đảo. Cứ tưởng như nhà thơ Trần Đăng Khoa nói, đảo nhỏ đúng là nhỏ thật, ới một tiếng là hết, nhưng khi đặt chân lên Tuấn sững cả người. Có núi nha, có rừng nha, có mấy ngôi nhà của lính với người, với lợn và cả mấy con chó. ấy vậy mà, tuyệt nhiên nước ngọt thì không. Nước là báu vật trở ra từ đất liền. Mà kể cũng lạ, cách đất liền chỉ hơn 10 cây số thế mà lính phải nhận nước cấp phát để rửa mặt đánh răng buổi sáng để tắm táp mỗi tuần một lần nói theo kiểu dân miền tây là tắm xà tón lính được phát mỗi người một xô nước đổ mấy ca vào son quân dụng nhúng tay vào đấy cho ướt rồi lau chùi kỳ cọ rồi đứng trên bệ xi măng cẩn thận dưới từng ca cho trôi bụi ghét vừa dưới vừa nghe tiếng nước chảy tong tẳng tong tẳng vào cái hố xi măng ở dưới đất mà lấy cái nước ấy là nước dùng đấy không phải dùng để ăn uống mà để tưới rau. Lính thì có thể khác, chứ rau thì không. Rau trên đảo trang trang nắng lồng lộng gió, chỉ thiếu nước một ngày là khô quắt lại, lá xuống như người chết khát. Nước vo gạo dùng để nuôi lợn, lợn cũng có tiêu chuẩn cấp phát nước mỗi ngày. Nước tiểu lợn, này, nước tiểu người, nước gì cũng phải giữ lại để mà tưới rau. Nước trên hòn đảo quý hơn cả vàng dòng ai nói ở đảo nhớ tiếng con gái còn tuấn thì lại nhớ dòng sông lục đến nao cả người nước cứ rào rạt suốt ngày đêm tuôn chảy về biển vậy mà biển vẫn mặn đảo nhỏ khát từng giọt nước cứ mỗi tuần tàu hải quân chở nước ngọt ra đảo một lần lính lại được một bữa liên hoan nước ngọt nước rửa mặt buổi sáng nước tắm giặt tăng gấp đôi lính ta ai cũng đẹp ra nhờ mặt mũi sáng hẳn lên nhưng đẹp ở đây cũng chỉ để cho biển nó ngắm, chứ chẳng để mà làm gì. Tuấn thèm được chạy ù vào đất liền, xin hài hôn cho lần nữa. Ôi ôi, trời ơi, nụ hôn là gì mà thơm quá, đồng đàn quá, dạo rực quá. Già đảo đã mấy tháng rồi, mà nụ hôn của hài còn đọng lại trên má Tuấn, cứ như là dấu ấn thơm tho của dân phố hẹ. Nhưng lính đảo mà cứ vương mãi cái nụ hôn thì còn gì là lính đảo nữa. Tuấn ước được làm lính 207 như là bố để đi khắp mọi nơi. Nhưng ở đảo chỉ có biển mênh mông đầy sóng và gió. Ban ngày, mặt biển cong vồng lên dưới ánh nắng mặt trời. Sáng ánh lên lấp loá nhức cả mắt. Ban đêm, nó lại kéo dài ra hun hút vô tận vô cùng, dính liền với bầu trời đen nhanh nhánh cả vòm sao lung linh kéo tuột giải ngân hà xuống mặt nước. Tuấn chưa thấy những con sóng lưỡi búa, những con sóng bạc đầu bởi mùa bão rồng chưa đến. Tuấn ra đảo vào mùa biển lặng, chỉ mới gặp đảo chìm trong ong ong nắng lửa. Nắng nóng nung trang trang đảo nhỏ 12 tiếng một ngày. Thế mà lạ lùng thay, lính tráng vẫn hồn nhiên hát những bản tình ca, cây rừng vẫn xanh um nỗi đời. Thế rồi, trung úy tấn cường, phân công Tuấn lên rừng chặt cây về làm củi. Gì chứ việc lên rừng lấy củi thì Tuấn thạo lắm. Từ phố hẹ lên rừng rẻ, rừng lim chỉ vài cây số. Dân phố hẹ lên rừng chặt củi hay là lượm hột rẻ cũng chỉ đi từ lúc mặt trời mọc đến quá trưa là về. Nhìn những đống phân trong rừng, Tuấn biết là rừng có con gì, nó có còn ở quanh đây hay là đã đi nơi khác, Nhìn gốc cây chảy xước, Tuấn biết đó là lợn rừng hay hoãng đến trả lưng. Nhìn vỏ thân cây bị xước, Tuấn biết đó là gấu chó hay gấu ngựa. Tuấn còn biết xem cả dấu chăn bò, biết ngửi mùi thơm để tìm đến nơi đâu có tổ ong đang làm mật. Xa như rừng quèn ở ngoài quê mà Tuấn mới 12 tuổi đã dám một mình đi lấy măng vầu, măng giang, măng nứa. Rừng ở trạm BTN chỉ sát sau nhà cây cối mọc trườn lên đỉnh núi cao hơn 200 mét, mọc trượt xuống bốn xung quanh. Trên núi mọc cây gì chưa biết, nhưng dưới núi thì bàng mọc lấn ra cả biển. Muốn có than nướng cá, nướng cua, nướng mực thì phải chặt những cây có thân gỗ chắc. Bởi vậy, đi lấy củi lần này, Tuấn sẽ khám phá rừng trên đảo cho biết. Hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy phía bắc bạn đảo có vết chảy xước dưới gốc cây do lợn rừng đến cả lưng gãi ngứa. Vậy là Tuấn lần theo dấu vết, gặp được một bãi đất khoảng vài trăm mét vuông mọc đầy lùm bụi. Tại nơi thấp nhất, Tuấn nhìn thấy một bãi đất rộng khoảng bằng hai cái giường của lính, bị sới tung lên, phơi ra màu nâu sẫm nhóng nhánh ránh mặt trời. Biết chắc đây là nơi lợn rừng đến ủi để uống nước. Dùng dao đào lên một lỗ to và sâu bằng cái thau thì nước ứa một lúc là đầy ngập trong vắt và ngọt lịm. Quá trưa một chút, Tuấn vác một bó củi khô về trại báo cáo với Tấn Cường là đã tìm thấy nguồn nước ngọt trên đảo. Anh em ra đó thay nhau đào được cái giếng rộng chừng hơn một mét, sâu hơn hai mét, miệng giếng chất đá núi cao lên chừng nửa mét, bốn phía rào bằng cây rừng chắc chắn, rồi mở một con đường mòn từ chỗ ở vòng qua chân đảo để đến đó. Đảo nhỏ đã có nước ngọt để ăn uống tắm giặt và tưới rau thoải mái giếng đó gọi là giếng anh Tuấn. Tuấn viết thư cho hài, khoe anh được bằng khen chiến sĩ thi đua, đã được phong lên trung sĩ. Cuối lá thư ký tên trung sĩ Nguyễn Anh Tuấn đàng hoàng. Mà oách quá đi chứ, chưa đầy một năm đã trung sĩ. Nếu không là dân phố hẹ, không là con bộ đội trung đoàn 207, sao được như thế? Tuấn tự hào về chuyện bố Tuấn Minh bắn rơi máy bay OV-10 lắm. Còn chuyện Tuấn tìm ra nguồn nước ngọt trên hòn đảo nhỏ thì có thấm tháp gì bỏ bèn gì. Chỉ là ăn may nhờ mấy con lợn rừng xuống núi tìm đất ướt đằm mình để tránh nóng. Tuấn vừa đứng cho lợn ăn trưa vừa vắt óc ra nghĩ. Tối nay sẽ viết cho Hải một bức thư kể chuyện đêm trăng trên biển đẹp như thế nào đang biên man trong đầu thì phía tròi canh có tiếng cảng báo động. Kiểu đánh dồn dập từng tiếng một liên tục như vậy là hiệu lệnh báo có tàu lạ xuất hiện. Trung úy Tấn Cường lệnh cho Tuấn cùng ba người nữa xuống cano ra biển. Đây cũng là chuyện thường của trạm biên phòng BTN. Cứ vài ngày họ phải phóng cái cano ra xét hỏi những con tàu lạ. Nếu có vấn đề thì điện báo về đất liền xin ý kiến đó thường là tàu thuyền vượt biên hoặc tàu buôn hàng lậu. Cùng lắm là tàu của ngư dân chết máy dạt vào xin giúp đỡ. Lính biên phòng trên biển nhiều người biết cả nghề sửa máy tàu. Tuấn cũng là một tay cự phách, nên có chuyện gì với ngư dân ở ngoài biển, trung úy trạm trưởng cũng gọi chàng trai phố hẹ đi theo. Nhưng mà lần này thì lại khác. Vừa thấy cano của biên phòng lao ra, chiếc tàu lạ đã quay đầu bỏ chạy. Tấn Cường ra lệnh cho cano mở hết tốc lực, còi lệnh hú gióng giả liên hồi và bắn pháo hiệu dừng tàu trên trời. Nhưng tàu lạ vẫn ngoan cố bỏ chạy, đuôi nước xòe ra ngầu ngầu bọt sóng. Cano nhảy trồm lên như bay trên mặt biển. Khoảng cách giữa chiếc tàu với cano cứ rút gần lại, gần lại. Khi khoảng cách dưới 100 mét, trên tàu lạ có chớp đạn lóe lên, rồi một quả đạn lửa vun vút bay tới thượng sĩ lái cano ngoặt trái rất nhanh. Cano nghiêng hẳn một góc gần hai mươi độ. Nước bắn tung lên sàn sạt. Trung úy Tấn Cường dùng loa điện cảnh cáo yêu cầu tàu dừng lại. Chiếc tàu lạ chẳng những vẫn chạy mà người vừa bắn qua đạn lửa còn kê súng lên lan can tàu. Từng học đi săn trồn cáo từ năm mười hai tuổi. Từng là người nổi danh bắn súng kíp giỏi nhất phố hẻ. Chỉ cần có lệnh Tuấn nổ súng, anh sẽ hạ gục kẻ ngoan cố dám liều mạng bắn trả kia. Một chớp lửa nữa lại lóe lên. Chiếc cano ngoặt phải, ngoặt tiếp sang trái rồi trồm lên vừa xé nước trắng xóa, vừa nhảy tung mình ầm ập trên sóng. Quả đạn lửa đổ ngay phía sau đuôi cano. Bụi nước mù mịt đổ ập xuống ào ào như bão. Dù đôi mắt bị nhòa nước mặt, Nguyễn Anh Tuấn vẫn nhìn rõ mục tiêu anh siết nhẹ cò khẩu 14 ly 8. Kẻ trên tàu gục xuống. Khẩu súng dài hơn nửa mét trên vai của hắn rơi xuống biển. Liền đó, Tuấn thấy đau nhói bên ngực phải, buông tay ngã ngồi xuống cano. Một chàng đạn AR-15 của kẻ khác trên tàu đã bắn trúng anh. Người trung sĩ đồng đội sốc nách Tuấn ra phía sau băng bó. Hai chiếc tàu hải quân từ trong bờ đang xé sóng lao tới tiếng còi tàu hú vang lộng óc. Tuấn tỉnh dậy. Người đầu tiên anh nhìn thấy là cô y sĩ mặc áo blue trắng xóa. Người đứng bên cạnh thì Tuấn không tin nổi. Vì chính đó lại là hài của phố hẹ. Có lẽ hài đã khóc nhiều lắm nhỉ. Hài thức nhiều lắm đây. Hai con mắt vốn đen như nhung của cô dướm đỏ xung quanh thâm quầng nhưng gương mặt thì vẫn hồng hào, vẫn đẹp ngời ngợi như hoa bưởi trong vườn. Còn người đàn ông tóc bạc ngồi ở cuối giường, Tuấn thấy quen quá, gương mặt hiền từ nhưng từng nét vẫn rắn rỏi, kiên nghị. Khi ông đứng dậy bước lại gần thì Tuấn nhận ra ngay, chính là bố Tuấn Minh, người cựu chiến binh trung đoàn 207 người từng bắn hạ một chiếc máy bay OV-10 ở Ba Gò. Từ từ đưa bàn tay phải lên nắm chặt tay bố, Tuấn mở to mắt, nhoẻn miệng cười. Anh nghe rất rõ tiếng của Hải ngay bên cạnh. Em đây này anh Tuấn ơi, Hải, Hải phố hẹn Bắc Giang đây này, anh Tuấn à. Nhắm nghiền hai mắt lại, Tuấn thấy cả ba bố con xuống ghe trài của ngư dân Kiên Giang ra đảo. Trung úy Tấn Cường, trạm trưởng BTN, cùng với hơn 10 người lính biên phòng của đảo, dẫn bố Tuấn với Hải ra thăm giếng nước xây bờ đá duy nhất của đảo. Nước ngọt lịm, trong vắt, soi bóng mây trời, biển Tây Nam lồng lồng.